Quang Hải mến chào quý vị và anh chị em. Kính thưa quý vị và anh chị em, tượng Đức Mẹ khổng lồ làm từ thân máy bay. Đây là pho tượng Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình tại nhà thờ Công giáo Santa Clara, California. Nhìn pho tượng, ít ai có thể tưởng tượng và biết rằng pho tượng đã được ghép bởi hàng chục vạn mảnh thép trắng bạc, không hoen rỉ, được cắt ra từ thân các máy bay Mỹ đã từng tham chiến tại Việt Nam trong suốt thời gian 10 năm, từ năm 1965 đến năm 1975. Đó là những chiếc máy bay một thời xoải cánh tung bay ngang dọc trên bầu trời Việt Nam. Pho tượng Đức Mẹ là một sáng kiến vô cùng độc đáo và là tác phẩm tuyệt hảo của nhà điêu khắc lừng danh thế giới Charles C. Bass. Pho tượng có chiều cao hơn 11 mét, nặng gần 3,3 tấn. Pho tượng vươn lên giữa trời xanh với vòng tay Đức Mẹ mở ra ân cần, ánh mắt buồn da diết và một trái tim lộ ra bên ngoài đầy những vết thương. Vâng, Mẹ đang muốn nói với mọi người, nói với từng người một lời mời gọi bao dung, tha thứ, quên đi quá khứ chiến tranh để sống chung một tương lai hòa bình. Tìm tài liệu trên Google, tôi còn biết thêm rằng từ khởi sự cho đến hoàn thành, Hội Thánh ở Santa Clara đã đón nhận được lời cầu nguyện từ 500.000 tràng chuỗi măng khôi của mọi người hiệp thông gửi đến. Ác hẳn, nửa triệu lời cầu nguyện ấy, 2 triệu rưỡi kinh lạy cha và kinh sáng danh ấy, 25 triệu kinh kính mừng ấy không được dùng để cắt, để hàn, để gò, để dựng nên pho tượng tuyệt tác ấy, nhưng là để nhờ Mẹ mà bay cao lên, bắn tung đi khắp nơi thành triệu triệu bức thông điệp cho hòa bình. Quang Hải cảm ơn quý vị và anh chị em đã dành thời gian lắng nghe. Và đừng quên nhấn chuông đăng ký kênh Quang Hải để có thể nhận được những video mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.